tỷ thí võ công thì nghe tiếng nóc nhà về, ba bố con cuối cùng dọn dẹp khiến dân mạng cười xỉu. Nhân lúc nóc nhà không có ở nhà, ba cha con được nước nằm sải ra mặt đất chơi đùa với nhau. Ông bố thì hai tay nắm chặt chân con gái, hai chân còn lại thì bận tỷ thí võ công với võ hiệp áo trắng. Màn tỷ thí đang vào hồi gây cấn bởi những cú đá sấm sét siêu sức mạnh, hay thậm chí là cuộc tranh đấu nảy lửa giữa hai võ hiệp để giành công chúa áo hồng. Một bên là đại hiệp dày dặn sương gió lưng lẫy giang hồ, một bên là tiểu thiếu niên mới bước chân vào giới võ hiệp. Trận đấu tỷ thí kéo dài được mấy mấy chiêu thì đột nhiên nghe tiếng nóc nhà trở về, khiến cả ba phát loạn kết thúc trận đấu, cuối cùng dọn dẹp rồi chuyển đổi trạng thái trong vòng một nóc nhà. Đoạn video sau khi đăng tải đã khiến dân mạng được trận cười đau bụng với tính nhát cấy của hai võ hiệp. Một số người còn chia sẻ thêm: chiến đấu với cả giới giang hồ nhưng lại sợ người phụ nữ quyền lực. Tự nhiên nóc nhà về cây, ba võ hiệp hèn ngang luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.